vậy mày? Sáng sớm thì làm đẹp. Mới anh là kép chính ở trong đó đó. Cái nhà đó là nhà của anh luôn. Ôi, hẹn với hồi đâu để cho người ta chờ mấy tiếng hồ chứ không? Chơi đầu tao. Có ngồi đằng sau anh đâu phải là dễ. Alo, mày đang đâu vậy? Dậy ra đây ăn sáng nè, tao đang có chuyện cần nói. Ừ. Nhanh vô đây lẹ đi, đói quá rồi. Trời ơi, kêu sáng sớm tới giờ. Gì? Nhanh đi. Mày dọn cái chiến trường ở đây rồi đó hả? Ừ. Gì ghê vậy? Đi nhanh đi. Từ từ, nóng quá mày, mới chạy ngoài đường vô. Cháo ngủ chờ cho gì lúc mới từ từ hết. Cho luôn cái to nè. Giờ nón đi đâu giờ? Cứ mán lại nè, mán lại đi. Hả? Rồi. Cái gạo lúc cột thì phá lại đi. Hey. Cái gì? Chó là của đại gia đó nha. Mày nuôi hả mày? Mày thấy cái chữ cấm vào không? Không nào vô được. Cầm tao dở thôi. Bữa dâu chồng gì quá trời à? Sáng sớm đi làm đẹp. Ngựa là má. Ngựa gì ngựa? Tao nói mày á, sống trên đời là phải biết hưởng thụ từ từ đi. Sống có nhiêu năm mà, có nhiêu tiền cho ghé không à. Sao mà khá được. Ê, ngồi xuống đây ăn đi, tao kể mày nghe chuyện này nè. Tự mày kể con khỉ gì đang đó cũng thấy bà nội luôn nè. Ăn qua ăn đi, kể nhiều chuyện quá. Nóng quá. Nóng gì vậy? Nóng. Ê, chơi xin lại cái vỏ mở kiến cho cái đây. Để đây, họ nó mất mày. Ổng này tao mất đồ nhiều quá. Sáng sớm ghé bà này là đợi lâu không? Đợi lâu không? Cháo nó nguội luôn rồi á, lâu không? Nó xin lỗi, tại vì mấy nhỏ này đó nó làm cho tao nó mới vô nghề. Mà nó cắt móng tay móng chân mà nó đảo tới đảo lui nó cắt, trời ơi. Lâu lắm. Ba con luôn đó. Mà nó làm lâu vậy á. Thông cảm đi, em mới dưới quê lên. Ta còn kiếm cơm chút đỉnh, nó thôi. Sáng sớm mà. Đừng khó khăn chi hết. Muốn đi rồi kể cho nghe. Ăn từ từ đi, sao mày ham kể quá, mày kể toàn là mấy chuyện gái gú của mày không mà nghe chát thấy mẹ hả? Hôm nay có tập tạ gì không? Không. Ê, mày xin hỏi nha, con gà này mua ở đâu vậy? Bên ngoài lông. Ờ, cái đó còn được chứ nhìn mặt mày, tao thấy mày là gà nó nhiễm lắm rồi. Mẹ cái đầu cũng như đầu gà nữa. Gà này tao sợ mày mua hả? Nguyễn Chí Thanh á, hơi ghê, tao có ăn không? Đang lẫy mấy cái gà. Cái gì? Rồi kể cho mày nghe nè, hôm qua tao mới tán được con kia. Thấy em trong lòng vui mày. Bởi vì tao mới... Ê! Tao dạy mày vô lâu rồi. Mày tập tạ cho nó bự. Để cho có sức khỏe. Chứ không phải mày tập cho nó bự mày đi quýnh gái mày. Tán tỉnh. Chứ
ai mà đánh con gái tán tỉnh là tức là cua gái. Tao sai phải không? Ừ sai, phạt cái đùi. Mày là phạt không? Chơi nó vậy chứ sao? Vào 3K7 đi. Nè nguyên tô nè. Thôi không có vào 3K7 này. Không nhậu nữa, nay tập bạ. Sáng sớm nhậu hoài. Sao phải tiếp nữa rồi? Mà nhìn con nhỏ giống Tiểu Hư lắm. Đã. Không biết ngon không nữa. Mày đừng có để cho tao nè. Ăn xong mới biết ngon hay không. Mày cứ nhìn mà ngon ngon. Thằng rẻ không có con. Cứ vậy hoài. Hoài con khỉ. Con gái bây giờ nó xài toàn hàng giả không à. Da trắng vậy đó. Phấn nó đập cho mấy lớp á. Không. Mày muốn á. Mà hàng thiệt hay hàng giả mà kêu nó em đi vô toilet. Hết đi rồi ra nói chuyện với anh. Lúc đó mà nhìn mày mới biết được. Còn cái thứ mà đi ba như mày á, nhìn trong quán mà đèn nó chụp như nè. Quỷ sứ nó cũng ra tiên nữ nữa. Nó quá mày ơi. Mày làm như con nào cũng như con nào á. Cũng tùy theo đứa chứ nó xấu quá nó phải tốt cho đẹp. Để nó thu hút mình. Bây giờ mày cắn giờ vô. Nó đẹp rồi, đâu cần phải thu hút nữa. Nó tốt cho đẹp mày cắn vô là mày dính. Không. Mẹ mày sao mày. Tao kêu mày dọn cái chỗ ngon ngon rồi mày sao kiếm cái bàn chút xíu vậy. Có gì chơi đó đi. Chơi cái con khỉ nhìn vô là không muốn ăn rồi cái gì đây. Cháo. Trời ơi. Dương mạch đó. Mày cái thằng bà lằn này nè. Mày nhìn mày để vô tao. Tao đại gia mà mày. Cái gì? Ăn vô còn hứng không? Đi dưới để đây. Cái gì đâu á. Mẹ cái đời biết có gái rồi không biết làm ăn cái gì nữa chát mày ghê á. Hình thức cái này nè. Tóc tay đi chảy chuốt đi. Râu ri ở đâu mà nữa. Mẹ bê đê không có bê đê đàn ông cả đàn ông. Tao nói là để râu á phải để cho phong mà đừng có để mấy cọng như lông đàn bà. Để gì đâu mà nó lấn cha lấn chớ mấy cọng nhìn quái cái đầu như tao được không? Lắng o vậy nè. À mà sao sáng giờ qua lâu quá vậy? Tao nói mày tao mới đi làm đẹp, cắt tóc gội đầu, cà mụn cắt móng rồi nói chung ABC trong beauty salon á. Có gì tao làm hết. Mình mới lâu vậy nè, móng chân móng tay nữa không? Ngon không? Thích ra là hình thức nó mới như vậy. Mang đôi dép mà đi luôn hả? Đôi dép huyền thoại, cái xe là cái xe huyền thoại à. Mình đi vòng vòng ở nhà thôi, chạy như vậy cho nó an toàn. Đừng có leo lên chi vết ngàn cho đụng bỏ mẹ hả mày? Tao giờ sợ lắm rồi. Cái gì? Chắc móng tay có đi mua bộ móng riêng không? Trời ơi mày cứ thường tao. Cái vụ gì chứ cái vụ đó hả? Mẹ nói như thế vậy. Dạo này tụi nó cắt xài chung không á? Bệnh luôn á, lây bệnh á. Cái thứ đó là nói mày. Mày là Nguyễn Chí Thanh, mày thường trực ở đó nó khác. Còn tao á, tao là sống lành mạnh. Đi về á, là ở nhà không phải không? Hồi má rồi giả mang thiệt. Mấy cái này đúng không? Ôm cái hàng xịn á, đi á là phải thủ. Còn mấy cái thứ dũa đó, sàn lần bỏ ra cho tụi nó luôn đi. Mang nhà chi đúng không? Sàn lần nó mòn mẹ rồi. Ê, con gái đổ tài không? Hòn, có đó không trời. Cái đó tao có bộ đá đổ tay, nhưng mà làm nó lâu lắm. Làm một tiếng đồng hồ lên, mẹ mày đợi nữa. Trông cũng ác quá. Sống trên đời chơi trên vai trên lưng ta được rồi, đừng chơi trên đầu trên cổ. Nó kỳ đúng không? Thấy không? Mấy kim này nè, kim bự cắt móng chân. Hợp lý không? Mấy người tập tạ nó ăn protein nhiều á, móng chân nó như móng trâu vậy đó. Đúng rồi. Nó chơi kim đó, còn kim này. Đó, cái móng tay. Tại sao tao hai cây? Tại hai con hai bên nó chịu mới nổi. Làm cho nó nhanh thôi. Đó, còn này cắt da, điền đường tỉa da cho nó sạch sẽ gọn gàng chứ đâu. Mình là đàn ông, đàn an, nhưng mà cái hình thức nó cũng quan trọng. Cái gì vậy? Điện thoại. Tao tắt mẹ điện thoại, tao đi chơi, tao ghét mà mở điện thoại lắm, thiệt luôn á. Tao biết lịch sự chứ. Tao biết tôn trọng người ngồi ăn với mày chứ. Mặc dù mày mua đồ ăn sáng tao thiệt, nhưng mà đâu phải mày muốn làm gì mà làm mày. Đó, thấy hàng họ đúng không? Phải bỏ vô cái này để cho nó đen đen kín kín cho nó gọi là tao không biết. Không tao biết mà nó này nguy hiểm lắm. Làm xong á, là phải sấy oxy già liền. Hợp bất kiến ông nội. Đi phải bỏ trong cái hộp đàng hoàng để ở ngoài á nó cày kiến là sao. Bullix mặn đồ bảnh bao cái mang cái đôi dép nhìn bựa với sợ. Mày đừng có tào lao. Đôi dép này á biết không, họ mà đấu giá đó là tao không bán đó. Không cái gì cũng vậy hết á. Đôi dép đó mà ăn lẹ đấy. Mày cứ hỏi là tao phải giải thích. Mày đi đốc tờ, mấy lùng mày mới đi đốc tờ. Tao cần đi đốc tờ. Ở đây bán được không? Ngon á. Ngon. Thằng Duy Nguyễn hình online á, nó nói á là ăn gà phải ăn mấy con gà giống vậy nè. Nó lean, thấy không? Nhìn nè, da đó nè. Đi một lớp da xong tới lớp thịt. Không có lớp mỡ trung gian.
Còn mày á, mới bữa hổm gì đâu mà chạy ra túa thanh đa chi vậy? Mua mấy con vịt bầu về ăn mỡ không à? 500 ngàn chết gì? Ủa cái này nhiêu ạ? 230. Bẻ, không chơi gì được, này chơi lâu bệt được. Vịt bữa mua thất bại, xương, mỡ, da, không còn gì để ăn. Đàn bà đó cũng vậy á, mỡ không à. Bởi vậy mấy con đào mà địa đó, mày coi cho nó kiện chút xíu coi nó có liên hay không nha. Không mà đi mà thấy nó cà tưng á, là tỷ lệ mỡ 40% cho lên. Không, kiếm nó kỹ đi. Rồi mấy gái ai cũng mê, nhưng mà mê cho nó cẩn thận, nó chừng mê nhầm đồ dạc mà bỏ không có con. Rồi sao hôm nay tập thành có đàng hoàng không? Hôm nay có tập không đây? Bữa được bữa cái. Sao vậy? Nói chung á, bữa nay à, vui. Chắc gì phải tập. Chắc nữa hả? Ăn con sống này á là 3 tiếng sau tao đi tập. Không phải, biết sao không? Sao? Kể rồi chiều, có hẹn nó mà nó chưa có trả lời. Bởi vì giờ trước mắt cứ đi tập. Thì khi nào nó điện thì đi. Nghỉ tập. Nghe nó nóng mày. Gái của anh Trọng. Tập thì nào tập được. Không mày, vụ mày mê gái tao không nói. Mà cái vụ mày hẹn nó mà nó không trả lời, vẫn thấy là nhục hả? Cũng phải cho người ta lưỡng lự chứ, mới quen. Giờ ví dụ như mình rủ người ta đi liền, người ta nói giống như tương tước. Đâu được. Tao mới quen tao hốt luôn à. Mày lâu quá mày xử lý cái vấn đề này, lâu mắt quá. Con nhà lành, tiểu hư lắm. Lành ít dữ nhiều. Sao phải vậy? Mẹ chưa quen biết lành. Chứ gặp trai ngủ quá, tương tước đi. Thua. Mà tóm lại kế hoạch mày hôm nay sao đó, tao biết là tao rủ mày đi chơi. Giờ trước mắt ăn xong đi. Rồi đi tập. Rồi tập rồi khi nào mà nó điện thì mày tập mình. Tao đi với nó. Dạ. Không phải bảnh mày. Ông nói điện cái tập mình mày đi chơi đó hả? Thì đúng rồi. Em ở nhà nó có em gái không? Nghe hỏi nha. Tao nghe nó có bạn gái chứ không phải. Có bạn gái hả? Ừ, không được. Thôi giờ quyết định vậy. Ăn xong này. Mày bỏ tập. Đúng không? Bỏ tập gì mày trả tiền kèo này luôn, tao không trả. Hợp lý không? Mày có lỗi với tao. Mày có lỗi với tao. Mày tập mày bỏ tập mình. Còn bây giờ đó, mày vì gái mày bỏ tập, ok anh chấp nhận luôn. Rồi giờ đó, thì giờ mình quyết định vậy ha. Giờ mình lùa hết đống này. Mình lùa tập nhanh hết cái đống này. Xong rồi. Cái về nhà. Về nhà nghỉ đi. 3 tiếng sau uống liều cao. Mày nhớ mày đúng 3 tiếng nha mày. Mày ăn cái này xong vô mày tập liền mày chết tại chỗ đó. Hỏi đáp hình online thằng Chí Quỷ nói cả 100 lần rồi. Sau bữa ăn tự nhiên đó là phải nghỉ ít nhất là 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng mới uống liều một cao mới thấm. Vậy mà nào giờ ăn xong tôi quất luôn. Hẹn chi người mà chứ con heo rồi đó có khác gì đâu. Mày tập cái chụp đẹp với tao vậy chứ mày tập gì đâu mà cái tướng mày như là thằng ăn nhiều bụng bự thôi. Thôi giờ lùa nhanh đi. Rồi. Ngon mày, bữa nay ngon á, mà thôi giờ á cũng trễ rồi, giờ mày về trước đi, mày về trước đi, mày chuẩn bị là chiều nay tập đúng không? Trưa nay tập rồi xong rồi vụ gái cũng gì đó của mày rồi đó, nhưng mà nhớ đi chơi với gái, nhớ là có hàng nha, phải biết bảo vệ mình, không mà mày đi bùa đời luôn á con. Rồi thôi về đi, rồi chỗ này để tao lo cho. Rồi, lại nha. Ừ rồi, về đi. Quỷ sứ này bữa nay kêu nó dọn cái bàn vậy đâu mà nó dọn cái chỗ nào cái biệt thự người ta đang xây nó khoan nó cắt mãi tới giờ nhức đầu quá. Ê cô ra đây nhờ cái cô gì ăn rồi mày làm gì vậy? Em đang rửa chén đồ hả? Vô đây anh nhờ em dọn dẹp cho anh này. Dạ, dạ. Ở nhà là cái biệt thự kia kìa, em biết ở gì đúng không? Tí nè cái xe của anh nè nón nảy về đó. Thế rồi. Em dẫn về đó giùm anh cái. Rồi. Anh ra ngoài đây anh làm thêm chút xíu đồ của anh nữa rồi anh về sau. Dạ. Mày nhớ nha mày. Mà đừng có hòng mà chạm cái xe của anh nha cu. Dạ. Thời buổi đi giang hồ hiểm ác anh là có cài hệ thống định vị GPS đàng hoàng đó. Dạ. Nha. Rồi giờ thôi để đồ xuống đi. Nói chung mày để đồ xuống. Cầm giùm em. Cầm giùm là cầm thế nào? Tao nó tay tao nữa. Đang kẹp cái chai không mọi người. Thằng này. Rồi đi. Nước chén. Rồi. Đang thì dọn hết cái này.
dọn này sạch sẽ đẹp đẽ, giữ nguyên hiện trường. Nhớ là khu vực đại gia Quy Sáng để đây, không có được cất. Rồi giờ em lấy tiền túi mà gọi là bo chút đỉnh em, không phải túi này mày, túi tầm này đó. Rồi lấy cái tờ đi. Túi sâu dữ vậy? Trời ơi vậy nó mất tiền ơi. Trời. Túi tới đâu. Mày bên đây hả mày? Lấy đi. Tờ thôi nha. Đừng lấy nhiều. Rồi chưa em? Nhiều rồi. Rồi chưa? Dạ. Đâu? Dạ. Ê, ê, ê. Dạ. Mày nghĩ sao mày dám lấy tờ này? Dạ chứ trong này em đâu. Em đâu thấy có tờ nào nhỏ hơn đâu anh. Mày biết đọc chữ không? Hả? Huy đại gia. Mày cũng biết tao đại gia mà tao bo cho mày tờ này, giang hồ của tao là gì? Dạ. Mày lấy tờ xanh cho tao, cất tờ này lại, bỏ túi quần mày. Mẹ coi thường quá đấy. Ủa là sao? Làm giờ mày lấy tờ xanh này mày giữ. Dạ. Rồi mày đi chơi với gái gì kệ mày. Dạ. Cất cái đống này lại cho tao. Mày phải anh mới sống đời mới có thể diện với mày. Dạ. Rồi, vậy nha. Giao hết cho mày đó. Dạ, cảm ơn. Tại sao trời, ga này. Huy đại gia. Alo. Em hả? Hôm nay anh vô được khách sộp. Bo hẳn tờ 500 ngàn. Được rồi, tối nay dẫn em đi chơi. Vậy nha. Ok. Tiếp tục rửa chén coi. Trời ơi, ăn uống nhưng mà bày thầy. Ghét mấy người ta bày thầy dễ sợ. Ăn bày thầy dễ sợ. Bực mình ra. Nãy trong toilet mấy quỷ kia nó nói mình mặc đồ hề giống sắc luôn. Thứ không biết gì mà fashion hết, thời trang hết. Tao tập gym, mặc đồ thì nó mới đẹp đẽ, nó mới mạnh mẽ và nó phong cách. Bực mình là chưa tập thì tao còn đang ngủ. Là quê mùa. Thêm thằng con lỗi kia nữa, hẹn đi tập tới giờ chưa thấy đâu hết á. Được gì đâu. Chả đợi mày nữa, tao chơi trước. Rì hoặc cao. Ngày xưa rì hoặc cao lường bằng muỗng. Bây giờ rì hoặc cao phải chơi bằng viên vậy nè. Nó mới đẳng cấp dân chơi. Mấy chị có quy đại gia mới dám chơi thôi. Một viên. Kiếm tiếp đây. Muỗng thì cũng có mà pha muỗng nó thừa quá. Kiếm viên. Một viên là một muỗng. Mình làm em cơ bắp cuồn cuộn phải chơi hai muỗng. Chốn đâu mày chơi chơi mày. Kiếm muỗng nó khó. À cái này, cái viên này nó béo quá. Thì làm nửa muỗng, vậy làm muỗng rưỡi. Rồi kết thúc cuộc đời, hai muỗng thôi là đủ. Ê! Già mới xuất hiện hả mày? Làm gì vậy? Mày cần mấy độ vậy? Mày đã tới trễ mày thêm cái tập tội ngu nữa. Mẹ tập tạ bao nhiêu năm trời, cái này là quần cao C4 mà không biết là sao mày. Đang pha điều cao uống chứ gì. Uống ngon không? Ủa mà chủ vợ hả? Chưa. Uống vợ kệ mày chứ xuống dưới mua đi mày. Nhiêu muỗng? Này hả? Ừ. Rẻ mà. Đây bán 30 ngàn muỗng nè. Cái này là mua nguyên hũ hay là mua lẻ vậy? Đâu có. Tao mua lẻ. Đi đại gia mà mua lẻ. Đại gia đó. Đại gia biết cách chơi, đúng không? Tự nhiên giờ mua mấy mũ gì có nhiêu triệu rưỡi bạc dư sức, đúng không? Nhưng mà mình phải mua lẻ để chi đỡ tốn công. Mình ngồi mình giữ cái hũ này, mình ở nhà mình phải lưu trữ, mình phải bảo quản cực không. Nhà nào cũng tập đây, tao vô đây mua cho nó khỏe. Thấy tính khôn không? Cái này uống tác dụng như thế nào? Mày uống vô mày đẩy mày mau khỏe không đó thằng ông nào đi. Bình thường là mày tập mày thở như con chó vậy đó. Bây giờ mày đẩy xong rồi mày thở như con mèo thôi.
hai muỗng nè, chuyện nhỏ nè, chờ tao để đây. Rồi. Mà mày không có cái bình sao mày lấy nước. Giờ nước thì để tao lo được, mà cái bình tao không có bao đâu, bao hoài. Tao nói mày, người ta nói mày không có gọi là cái sự chủ động, không có cái sự cố gắng đó. Cái bình này mày phải đi mày mua, tao biết, giờ tao đi xuống dưới tao mua nước nha. Mày nhớ nha, mày lấy hai muỗng thôi nha. Tại cái này á là bà chủ ở đây á là thân tình lắm, tin tưởng lắm mới giao cho tao cái hũ này, chứ không đưa cho tình khác nó luộc mà hai chục muỗng, nó khai có 10 muỗng là chết mẹ bà chủ luôn, nghe không? Cái bình mua ở đâu? Tao hát con lời của quầy, cái quầy để tao cái chiếc bát này chứ đó. Rồi thôi được rồi, giờ mày đây tao đi xuống dưới mua nước đây. Đi lẹ đi, lẹ đi. Cứ lên hết rồi, có một cái em mới mua xong rồi. Bán hàng chanh đi. Nhớ lại đúng không? Bán lại chanh đi. Lấy lời nha. Nhiêu? 50. Vậy cái bình đó là nhiêu? 50. 100. Ờ. Được không? 150 em chơi em luôn mày. Có lại. Rồi đứng đây đợi em xíu. Rồi em lấy mình. Rồi để em đi. Mình đưa tiền trước đi. Tiền trao cháu muốn mày ơi. Mình đưa tiền trước đi chứ mình sao. Thôi đưa chút phân nữa nè. Tao cọc trước á. Còn nhiêu đây? Tha 50. Rồi, trả 50. Rồi, cảm ơn mày. Rồi, mới á. Còn bao rồi, đây rồi, rồi. Rồi, cảm ơn anh trai nha. Bình thường mày chơi trên đầu tao, bữa nay tao phải quất cho mày biết. Chơi gì nó mới men. Nước nữa thôi. Sao mua nước lâu quá vậy ta? Trời ơi, gì đâu mà sống trên đời này có tiền với đàn trai nó khổ quá. Tao xuống dưới bà chủ bà dê tao buổi mới bán cho tao. Nhanh. Xong rồi đó hả? Xong. Biết pha không mày? Thì đổ nước vô pha thôi. Biết pha đúng không? Ừ. Rồi biết pha vậy thôi. Tao nhờ mày chuyện, mày đây là pha giùm tao luôn. Ừ. Đừng thằng nào uống nha mày. Không uống là lộn nha. Tao đem này tao trả đi cho tặng bán cho người khác nữa. Rồi, thôi tao đi. Đi. Ủa
Mày dắt giá ở đâu? Chế gái. Gì má? Uống đi một cao đi chế gái tao mới thấy luôn á. Chạy đi, chế lỡ rồi. Gì ghê vậy? Tạ là bỏ. Không biết tập xong đi rồi đi. Thôi thôi thôi, trễ rồi, gái hẹn, gái hẹn. Trời đất ơi, gái mày làm gì quan trọng như vậy? Này nào tập được. Thôi, ở lại tập nha. Tao đi đây. Giờ quyết định đi đúng không? Ừ. Trời ơi, vui quá vậy. Mày bực cái mình, cái thứ gì đâu á. Dạy gái sống biết nhục đàn ông. Mấy thằng giải gái đó còn nhiều quá. Mà cái thằng bự nhất là nó ngồi kế bên mình á. Má Quy này á, chỉ có gái dạy thôi chứ không về dạy gái. Sống trên đời nhục, đập đầu vô cục đèn chết mẹ cho rồi. Không có thì tao còn tạ nè. Tạ quá trời nè, cầm cây phan lại chú tráng đi. Không biết cha mẹ mình thờ được ngày nào chưa, gái uống cái đi liền nè. Giải cho cái thằng đó. Có ngày nó trả giá gì cái sự dạy gái của nó. Rồi nó phải ngồi, nó khóc lóc, nó nan nỉ, nó quỳ nó lại với chân đàn bà chấm nhục. Đang nóng nha. Mày đứng ra đây cho tao rồi. Mày đứng nghiêm chỉnh cái mặt nhìn anh. Đang nóng nha. Nhưng mà anh bự thì anh tập chứ không là thấy không được rồi. Không liên quan. Giờ anh hỏi một câu. Mày có dạy gái không? Không. Thiệt không? Thiệt. Giờ mày chưa có bồ đúng không? Chưa. Sao có bồ được, tướng như mày mà không dạy gái nữa, bồ nào theo? Đúng không? Ở giờ ngồi đây kiếm chuyện gì? Tại thấy anh tập không có bỏ tạ nhẹ quá. Nếu anh bụng quá. Vậy tối mới tập đi giúp bụng. Một cục. Ủa chứ sao? Tập có một cục hả? Biết má tập gì không? Ngợp. Ngợp hả? Ừ. Thiệt luôn hả? Ừ. Ủa? Thằng Duy Nguyễn nó mới dạy mày sao nội công yếu hả? Chạy mở nhiều quá chưa có xử lý kịp, tỉnh tâm cảm ra lớp vậy. Ngày tỉnh tâm cột anh bị nhân em vậy. Thôi mày nói vậy tao cũng hiểu. Tao á cũng học từ Duy Nguyễn nhiều lắm đó, nên là thôi bữa nay tao cũng tập, có lẽ tập hai thằng mà thằng kia đó nó dạy gái đi mẹ rồi. Cái thằng hả Nguyễn là hả mới dụ sòng bảy cái bên dàn này đẻo mày rưỡi ra mới khen mà thật là ai dành dụng nhỏ đó 50 ngàn. Trời thì kinh doanh thì có lời với anh, mua đi bán lại cái thứ lời chứ, mua 100 giờ bán 100 là lỗ rồi, đâu có gì lời đâu. Trong khi dưới còn có bệnh nè. Rồi 101 thôi có chút gửi luôn hả? Thôi chuyện kinh doanh của mày tao không ý kiến. Giờ quay lại cái chuyện nè, tao học được trường Duy Nguyễn cũng nhiều lắm đó, nên giờ bữa nay tao cũng sẵn sàng tao chỉ cho mày chiêu này. Vạn sự tùy duyên nha. Hôm nay gặp mày ở cái ghế là tao chỉ mày cái ghế này thôi. Đó. Chứ bây giờ tao là không phải là những cái thằng mà gọi là gì nó lừa thầy phản bạn, không? Dông ân bội nghĩa không? Đó. Gọi là gì? Thi xong đốt sách. Nói chung là tao giờ tiền người ta có mà chữ nghĩa tao có nhiều, tao nói được mấy câu vậy thôi. Đó. Nên giờ thôi tao cũng đã, thằng Duy Nguyễn nó dạy cho tao không lấy tiền thì bây giờ tao cũng dạy ra cho mày, tao cũng không lấy tiền luôn. Chứ giờ mày ở đây mà mày cứ nói ghế tập lực thì anh cũng phải lắm. Mày nói mày tập đơn cục đúng không? Đó, vô làm một cái rồi làm cho anh coi. Một tấm tạ em cứ làm đi. Nhưng mà anh chỉ cho em á, sau này em biết á thì phải chia sẻ cho người khác, chỉ bảo cho người khác. Chứ không phải biết được có dài đường à, nhú dài cộng lông nách à, tưởng mình đây là dạy thì xong rồi.
tấm người này chọt người kia, thể hiện coi trời bằng dung, phản thầy, nghe không? Dạ em biết rồi. Mày tập vậy mày nói vô ngực hả? Vô ngực là nó thấy được cái. Ừ đúng rồi, có vô ngực rồi đó. Nhưng mà thôi em không hiểu được thì anh cũng không có khó khăn gì. Đúng không? Em tập vậy là cũng đúng rồi, không có sai. Nhưng mà cái ghế tập này nè, khi mà chúng ta bước theo con đường riêng mơ á, mà tập lâu năm rồi á, thì thứ nhất á là mọi cái chuyện thắng thua trên đời này nó không còn quan trọng nữa. Em phải luyện được cái tâm như vậy, thằng nào mạnh hơn mình kệ nó, thằng nào đẹp hơn mình kệ nó, mình lo mình nè. À, cái má nó đẹp hơn em ghét. Coi vậy tôi tưởng đâu. Bỏ đi. Mày vậy mày mau già lắm á. Có bao giờ đố kỵ không? Có gì anh. Cũng đẩy nặng mình là mình thấy bực mình rồi. Chỉ sao được. Tính chỉ cho mày mà thấy mày cái tính chứ. Phải coi là dạng sự là phù du, đúng không? Đó, mấy cái chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng là mình nè, khi mà tập cái hình nè, cái máy tạ đó, cái máy này nè, nó như người bạn của mình nè, mình hiểu nó. Mình rờ nó hả? Mình rờ chỗ nào nó tê chỗ đó. Mình đụng chỗ nào nó phê chỗ đó. Chứ không phải nó đụng em nó làm chấn thương cho đó. Thấy không? Cái sự không kiểm soát được bản thân nó dẫn tới cái tâm trí của em mà theo gọi là trong gì, trong di tâm á, nó là sao nhớ giống như một cái con ma nằm ở trong người em mà kiểm soát em thắng thua, thấy kia đẩy 4 miếng em phải đẩy 4 miếng, xong là sức em được có 2.5 miếng, xong rồi cái nó bị chấn thương, nó như vậy là không được, hiểu chưa? Hoặc ngu vậy từ từ não xử lý chậm. Mà mày nhớ con nói không? Con kệ nhớ nói đúng không? Tối về ngủ gác chứ mình chán suy nghĩ sao cũng được. Ngủ mà sao gác được. Tao nói mày nhớ đi, tao đâu kêu mày suy nghĩ liền đâu. Đúng không? Tập cho em coi thử đi. À, cái bát này phát cho mày ngay lần cái. Đúng không? Rồi. Bây giờ cái thế của em tập á, lại là tập vậy nè. Đúng không? Đó, nhìn thấy thế tập không? Cái này nè, thấy không? Coi như anh là dạng sự phù luôn, thấy anh để tay ba gai không? Nhưng mà đối với anh là không bao giờ chấn thương được, tại vì nó là quá quen thuộc với anh rồi. Đó đẩy rồi nè, thì nó vô tay sau nha bồ, tay sau là chính đó, không thấy không? Không, còn bây giờ chờ người xuống á đó, em đẩy chờ như nè thì nó vô ngực là nhiều hơn, tay sau nó cũng có, hiểu chưa? Tức là cái máy này mình có hai cách tập khác nhau, thì cái cơ ngực nó ăn nhiều hơn ở tại vị trí mình chờ về trước như vậy. Khi mà em chờ mày rớt vậy em để sao đẩy mạnh hơn chút xíu, là cái cơ ngực là cơ lớn hơn cơ tay sao đúng không? Còn bây giờ em để thẳng lưng băng vậy nè, thẳng lưng vậy bút cặp đó thì nó ăn tay sao, hiểu chưa? Đó, bây giờ anh nói cho mày câu dạng sự phù du là có nghĩa đó. Bây giờ một cục có tập được mà hai cục có tập được, lắp vô đi tập cho mình hai cục luôn, trời ơi mày bốn cục tập nổi của thiệt không vậy, chơi cho mày. Đốt cuộc tập thì cũng được, nhưng mà động tác nó xấu xí quá. Anh á là quy đại gia, anh quan trọng bề ngoài, tập nó phải đẹp, đúng không? Ăn là phải ngon. Cuộc sống nó vậy đó, nó tiêu diêu tự tập này đã, sống hơn thua là gì? Thằng nào đẹp anh kể đó, thằng nào mạnh anh kể nó luôn. Thằng nào trả đấu anh cũng kể nó luôn. Nè, thấy không? Giờ muốn tập gì, để chỉ tê tay hay là ngực? Anh cứ biểu diễn đi, tay ngực luôn. Đẹp không? Rồi, ngực, nó ủa? Tay, nó, thấy không? Ngực, thấy không? Ngực đưa này ha, thấy cái nổi chưa? Thấy xé ngực chưa? Thấy không? Thấy không? Rồi tay nè, thấy không? Thấy không? Đó. Tạ đối với anh giờ nó như là người bạn đi giao rồi. Anh nó là mê gym, anh đi tập gym, chứ không như thằng kia. Sao tại hai cục mỗi bên mình nhẹ nhàng quá vậy? Trời ơi! Không, em tập đi rồi từ từ nó sẽ được thôi. Một cục, hai cục, ba cục nó không quan trọng. Quan trọng là mình có được cái gì ở trong cái bài tập đó. Thứ nhất về mặt lý thuyết, mình có hiểu được tất cả những cơ chế của hay không. Và thứ hai là về mặt thực tiễn, cơ bắp của mình nó có tác động được hay không đó. Chứ không phải là mình tập thằng nào mà bốn cục là ngon. Rồi anh vô làm thử một cái rồi không? Thử luôn. Rồi vô một cái rồi, thử luôn. Anh uống xong ngụm này cho nó mát rồi. Không nổi thiệt luôn hả? Tại nguy hiểm nè. Rất là nguy hiểm. Khi mà cái cơ thể nó kiểm soát cái cổ tay nó lắc lắc như nè, là nguy hiểm lắm. Bây giờ đó, em chạy ra vòng vòng đi. Em kiếm một cục bốn, một cục nữa, em gắn vô. Anh test cho em coi. Mặn quá.
quá trời ơi, thua rồi em, nổi rồi. Trái cây của Mỹ sao mà nó nồng quá, uống sặc của tao nổi luôn. Em tìm cho anh một cục 45 bao nữa đi, anh gắn vào. Hai cục nữa luôn. Hai cục, mỗi bên một cục. Dạ. Đó, gắn vào cho anh. Dạ. Cục tội nghiệp nhỏ, mở nhiều quá nó dồn nó não luôn rồi. Não của anh đi anh. Ờ á. Này á mà đo ra, đo yêu đi test ra mà mở nằm ở trong lá gan á. Nó tao cho hết gì tao có đó. Đúng không? Rồi anh ơi. Nằm rồi. Nằm trong lá gan rồi đó hả? Nó chơi tao mày. Gì vậy? Sao vậy? Vợ nằm trong tim luôn hả? Không có gì. Những cái bài như vậy nè, nếu mà tập nặng á, cái cổ tay mình nó chịu áp lực rất là lớn. Nó do đó mà anh nó thì không sao, anh minh họa cho anh thôi. Anh minh họa cho em thôi, chứ còn như em này nè, nội công á, cái tuổi của em á, nội công nó còn hơi yếu. Mà cái độ trâu nó hơi bị nhiều. Không có nói khoan giật, tuổi của em là vậy, rồi đó cũng vậy mà. Nên em phải biết bảo vệ mình, còn không mà cái độ trâu của em nó cao quá, em biết bảo vệ mình á. Là rồi đây em sẽ ra đi cái cổ tay này. Nha. Đó thì anh minh họa cho em thôi. Lỡ rồi bữa nay đang rảnh chỉ mày luôn. Đó là tôi muốn tay. Mày có cảm ơn, mày cảm ơn cái thằng Ngô Bình Lắc hồi nãy của mày á. Đó. Đúng không? Bây giờ là xuống sao đây cho có lực. Em phải đổ người về trước trọng tâm như vậy nè. Cái chân em phải để đất nha. 1, 2, 3, cơ ngực, cơ vai, cơ tay. 1, 2, 3, xuống. Thấy gần nổi không? Thấy không? Thấy không? Nhẹ nhàng khoan thai. Em nhìn đến đấy em sợ. Mình là đàn ông thì mình phải có cái quy của mình. Nhưng mà không phải là đem cái quy đó ra thể hiện với mấy nhỏ thôi. Hoặc là đem cái quy đó ra thì cạch rồi. Mấy bạn thế nào mình tập 2 tháng. Cái chuyện đó ai thì làm em thì chết. Không, tao nói là nhất tự vi sư, ban tự vi sư. Hôm nay tao chỉ mày chút xíu, tao như xếp xếp lại cho mày ạ. Đúng không? Biết rồi đúng không? Bởi vậy á, sau này á, mà có làm gì làm, hãy nhớ giùm anh câu tôn sư trọng đạo mới thành người. Đó. Còn mấy thằng mà qua cầu rút giác á, gọi là thi xong mà đốt sách á, là mãi mãi xài không có được đâu nha. Tập đi. Dạ anh còn tắm này nữa không? Hết rồi. Em biết rồi. Chờ tí nha. Giờ em trang điểm thay đồ trước thì em đi á. Vậy ha. Chị, đâu đây? Em qua kiếm chị nè. Ủa xin đi đâu hả? Em có hẹn với người đẹp hả? qua vậy cho bà bất ngờ đó bà. Không được gì đây là bất ngờ. Thường ta nói á, cái gì á nó bất ngờ ấn tượng á. Nó mới vui đây. Đúng không? Bất ngờ chết cái tôi rồi nha. Là chị sắp đi hẹn anh ấy phải không? Bất ngờ cho chị là em mới tìm được cái kiểu trang điểm mới bảo đảm. Chị làm xong chị đi gặp anh ấy là anh ấy điêu đứng với chị luôn. Trời ơi, nghe mùi tai khoái rồi nha. Trời ơi. Cái gì chứ làm đẹp á hả? Chị yên tâm. Cái này mới ship về phải không? Nó đó, trời ơi. Ship về là đem qua cho bà đầu tiên luôn á nha bà. Trời ơi. Có này nè. Trời ơi, tìm mãi đến đây không thấy có gì không? Chị phải biết là hả? Em ưu ái đặc biệt cho chị lắm đó. Thì thôi, nay thử nó chị tông mới đi. Để cho hắn chờ. Đúng rồi. Lấy giờ chờ lâu rồi, giờ chờ. Chờ chút xíu mà được gặp người đẹp cũng đáng chờ chứ bộ. Đúng rồi. Vậy giờ mình thử cái này nha. Cái này chi đây? Cái này em nói chị nghe hả? Da đen như đâu trong phi á. Đánh lên á giống như là siêu sao của... Đúng rồi.
giờ mình trang điểm vậy 2 tiếng rồi đó chị. Trời ơi, ngồi nãy giờ hứng thú rồi. Thời gian tôi đi nhanh vậy đó hả? Bỏ gì, em làm kỹ cho chị bởi vì lâu đó. Biết rồi, tại là không biết trả kia ngoài kia sao rồi. Thôi chị phải đi gặp trả đi. Trời ơi, chết cha rồi, để trốn hẹn 2 tiếng. Có sao đâu, gặp người đẹp mà. Nhỏ gì? Đúng rồi, biết đẹp mà. Đúng rồi, đẹp là có quyền. Vậy đi chị, vui vẻ nha. Đẹp là vui là vẻ rồi. Thôi, chị okay. Đi coi đi. Trời ơi, lạ ghê luôn á. Rồi chị thì đi chuẩn bị đồ thay đồ á. Dạ. Rồi vào đi ăn cơm. Để không sợ lâu quá. Kia, bỏ kia đó, bỏ cái thứ này mà thứ này mình đọc. Ok, bye chị, bữa sau gặp. Ok, đi chơi vui vẻ. Dạ. Chờ đợi. Mệt mỏi. Ây da, sao ngứa ngáy như tôi không thế kia? Chết rồi, vì quá liều hiểu khao rồi. Dây chứng tỏ mà giờ đây chả ngọt. Ơi cái gì trời, không có chi quách con mẹ như vậy, bự mà như tức vậy đó.